À, xin chào các bạn học sinh lớp 8. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang bài 40 sinh sản ở người ở bộ môn khoa học tự nhiên 8 bộ sách kết nối với tri thức nha các em. Như vậy chúng ta biết là để duy trì nòi giống thì mọi sinh vật đều phải trải qua quá trình sinh sản. Thì ở người cái cơ quan và hệ cơ quan nào đảm nhận cái vai trò sinh sản thì đó chính là hệ sinh dục. Như vậy hệ sinh dục thì nó sẽ khác nhau ở nam và ở nữ. Như vậy hệ sinh dục ở nam gồm những cơ quan nào và vai trò của chúng là gì thì chúng ta tìm hiểu qua cái nội dung đầu tiên, đó là một là mã hệ sinh dục và phần một nhỏ là cơ quan sinh dục nam. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là toàn bộ cơ quan sinh dục nam, nhìn bên và nhìn thẳng. Thì cơ quan sinh dục nam thì sẽ bao gồm những cái cơ quan nào? Thì đầu tiên là ở trên hình này cô giới thiệu cho các bạn trước nha. Cơ quan sinh dục nam thì gồm thứ nhất là tinh hoàn, có hai tinh hoàn. Thì hai tinh hoàn này nằm trong cái phần bìu. Đây các em, phần da mỏng mà bao bọc hai tinh hoàn thì người ta gọi đây là bìu. Đấy. Phía trên tinh hoàn chúng ta có màu tinh. Và tinh hoàn này với màu tinh được nối với một cái ống gọi là gì? Ống dẫn tinh. Ống dẫn tinh này được nối với gì các em? Với một cái túi tinh. Đấy. Và túi tinh này được nối với gì đây các em? Đây, được nối với gì? Dương vật. Đây. Còn đây chúng ta thấy là gì các em? Đây là cái bóng đái các em. Và đây là cái ống đái. Đấy. Và đây là dương vật. Như vậy thì ở nam chúng ta thấy là cái túi tinh này chứa tinh trùng và nó sẽ đi ra bên ngoài thông qua cái ống đái này các em. Như vậy là ở nam là cái đường đi của tinh trùng và đường đi của nước tiểu là chung một đường là đi ra ngoài và dương vật. Và ở nam thì chúng ta thấy là ở đây có hai cái gì các em? Có hai cái tinh hoàn. Và ở nam còn có hai cái tuyến nữa tham gia vào cái quá trình sinh sản này, đó chính là tuyến hành các em. Đây là hai cái tuyến nhỏ. Và tuyến tiền liệt. Đây là tuyến tiền liệt. Thì cô đã giới thiệu với các bạn là các cơ quan của các cơ quan sinh dục nam rồi. Thì bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em về cái chức năng của cơ quan sinh dục nam, cũng như chức năng từng bộ phận của cơ quan sinh dục nam. Thì chức năng của cơ quan sinh dục nam đó là tạo ra cái tế bào sinh sản, hay còn gọi là tế bào sinh dục, hay đó là tinh trùng. Và còn tạo ra cái hormone sinh sản, đó là hormone testosterone. Như vậy thì hormone testosterone các em, và cái quá trình sản sinh ra tinh trùng bắt đầu khi mà chúng ta bước vào cái tuổi dậy thì ở nam, thì lúc này là cái tinh trùng mới được sản xuất ra và hormone sinh sản testosterone mới bắt đầu được sản sinh ra nhiều. Như vậy hormone testosterone này có tác dụng là gì? Đó là nó gây những cái biến đổi ở cơ thể dậy thì ở nam. Ví dụ như ở nam khi bước vào tuổi dậy thì em sẽ nhận thấy những cái dấu hiệu như là vỡ tiếng này, chiều cao vượt trội này, cơ quan sinh dục to ra này, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, xuất hiện nhiều mụn trứng cá này, vân vân. Đấy, thì đó là cái tác dụng của hormone gì? Testosterone. Đối với cơ quan sinh dục nam thì cô đã giới thiệu với các bạn rồi, gồm các cơ quan nào đúng không? Thứ nhất đó là tinh hoàn. Thì tinh hoàn chính là nơi sản sinh ra tinh trùng. Và tinh hoàn là đã nằm trong một cái túi, một cái lớp da mỏng, người ta gọi lớp da đó là bìu, và nó nằm ở phía ngoài của cơ thể. Tiếp theo là màu tinh. Màu tinh là nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo. Có nghĩa là tinh hoàn sẽ sản sinh ra tinh trùng nhưng mà chưa có hoàn thiện, và đưa lên cái chỗ màu tinh, và ở màu tinh này tinh trùng nó sẽ hoàn thiện cái phần đuôi của nó để phát triển, phần đầu để và phần đuôi để nó bơi, hoàn thiện về kích thước, về cái hình dạng của nó. Tiếp theo đó là cái ống dẫn tinh, thì đương nhiên nó sẽ giúp cho tinh trùng di chuyển từ cái màu tinh này và di chuyển đến túi tinh. Và túi tinh là nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng. Cái ống đái, đây là cái con đường mà giúp cho tinh dịch có thể phóng ra bên ngoài. Và ống đái này nhớ cho các em là nó thuộc về cái hệ bài tiết. Dương vật là chứa ống đái. Tuyến tiền liệt là nó tiết cái dịch màu trắng hòa với cái tinh trùng từ túi tinh phóng ra để tạo thành cái tinh dịch.
và tiến hành là tiết cái dịch nhờn có tác dụng là rửa niệu đạo và làm giảm cái tính axit trong cái dịch âm đạo để đảm bảo cho cái sự sống sót của tinh trùng. Đấy là cô giới thiệu với các bạn là cơ quan sinh dục nam cũng như chức năng của cơ quan sinh dục nam và chức năng của các cơ quan của cơ quan sinh dục nam. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, đó là cơ quan sinh dục nữ các em. Thì khác với cơ quan sinh dục nam các em, thì cơ quan sinh dục nam thì chủ yếu là các cái cơ quan nó nằm bên ngoài cơ thể, thì ngược lại cơ quan sinh dục nữ là hầu như tất cả các cái bộ phận của cơ quan sinh dục nữ là đều nằm ở trong cái phần khoang bụng hết. Thì nhìn vào sơ đồ này thì chúng ta thấy là cơ quan sinh dục nữ gồm này, thứ nhất đó là cái âm đạo các em, đây cái âm đạo, đây cái âm đạo, đây là âm vật nhỏ ở phía trên đây, có môi lớn môi bé, cấu tạo của cơ quan sinh dục nữ. Tiếp theo là âm đạo, âm đạo là đến có một cái cửa đây gọi là cổ tử cung. Tiếp theo là đến gì, tử cung đấy. Tử cung này sẽ được nối với một cái ống dẫn này, gọi là cái ống dẫn trứng các em. Sau đó có một cái phễu và đương nhiên là có cái buồng trứng. Đây các bạn nhìn vào đây là cơ thể người phụ nữ là có hai buồng trứng bên trái và buồng trứng bên phải. Đây là cái phễu để mà đón trứng rụng xuống đây và theo cái ống dẫn trứng để dẫn trứng xuống tử cung. Đấy, tử cung ở đây. Tử cung hay còn gọi là dạ con các em. Và dạ con đây chính là cái nơi mà trứng được thụ tinh và phát triển ở đây, và bào thai được phát triển ở đây các em. Đấy, con thì sẽ nằm ở trong này. Như vậy thì cái chức năng của cơ quan sinh dục nữ là gì? Đó là chức năng của cơ quan sinh dục nữ, đó là tiếp nhận tinh trùng này, sản sinh ra trứng để gặp tinh trùng để tạo thành cái hợp tử, và hợp tử này sẽ nuôi dưỡng trong cái gì, trong cái tử cung gọi là cấy thai, nuôi thai và sinh con. Như vậy chức năng của các cơ quan sinh dục nữ, thứ nhất là buồng trứng các em. Buồng trứng thì đương nhiên sẽ sản sinh ra trứng, và cơ thể của người phụ nữ có rất là nhiều trứng, tuy nhiên là mỗi tháng chỉ có một trứng chín và rụng, và nó tiết ra hormone sinh dục nữ, đó là hormone estrogen. Hormone estrogen này có cái vai trò là gì? Đó là nó khi mà các bạn nữ bước vào cái tuổi dậy thì hormone này sẽ được sản sinh ra, và nó có một cái chức năng, đó là gì các em? Đó là gây ra những biến đổi ở cơ thể nữ khi đến tuổi dậy thì, như là ngực này phát triển này, vú thì to ra này, cơ quan sinh dục to ra này, mông đùi phát triển này, da này mịn màng này, nhiều mụn trứng cá hơn, tuyến nhân phát triển này, và xuất hiện cái hiện tượng, đó là hiện tượng kinh nguyệt, là đã đánh dấu là người nữ là hoàn toàn bước vào tuổi dậy thì. Còn hiện tượng kinh nguyệt là gì thì sang cái phần ba la mã chúng ta tìm hiểu sau nha các em. Tiếp theo đó là cái ống dẫn trứng, là nó sẽ đón trứng xuống, và đây là cái nơi mà nó sẽ diễn ra cái sự thụ tinh các em, vận chuyển trứng đã thụ tinh hoặc là gọi là hợp tử, hoặc là vận chuyển trứng xuống cho tử cung. Tử cung chính là cái nơi mà sẽ nuôi dưỡng thai nhi phát triển. Còn ngăn cách giữa tử cung với âm đạo thì đó là cổ tử cung, nó hẹp hơn. Âm đạo là nơi tiếp nhận tinh trùng đi vào, và là đường đi ra của đứa trẻ khi mà sinh, đó là sinh thường. Nó có cái tuyến sinh dục phụ như là tuyến tiền đình tiết dịch để bôi trơn âm đạo và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào ở bên trong. Đấy. Thì chúng ta vừa tìm hiểu về cái chức năng cũng như cái vị trí này của các cái cơ quan bộ phận trong cái cơ quan sinh dục nam và cơ quan sinh dục nữ. Thì ở trong phần này á, còn một cái câu hỏi nữa mà chúng ta phải giải đáp, đó là gì? Đó là trình tinh hoàn nó nằm ở trong bìu thì có thuận lợi gì cho cái quá trình, cho cái việc là sản sinh ra tinh trùng. Thì ở đây mình nhắc lại một xíu là thân nhiệt của cơ thể chúng ta, đó là thân nhiệt là 37 độ C. Như vậy thì ở cái nhiệt độ 37 độ C là nó không có thích hợp cho cái việc là gì? Là tạo ra tinh trùng. Như vậy khi mà tinh hoàn nó nằm ở trong bìu, nó giúp tạo cái điều kiện nhiệt độ thích hợp là khoảng 35 độ C, nằm ngoài cơ thể, nằm trong bìu,
là tạo nhiệt độ khoảng 35 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của tinh trùng cũng như khả năng sản sinh ra hormone sinh sản, đó là hormone testosterone. Và một điều đặc biệt nữa là bìu có khả năng nhiệt em. Khi mà nó nằm ở ngoài cơ thể, nó giúp giữ nhiệt độ tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ của cơ thể khoảng là 1-2 độ, thì nhiệt độ của tinh hoàn trong bìu được quân bình ở mức là 35 độ C bởi sự co thắt và giãn của cơ bìu và lớp cân đắc tốt. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài lạnh thì tinh hoàn sẽ được kéo lên gần ổ bụng để tăng nhiệt độ lên 35 độ C, còn nếu nhiệt độ nóng thì nó sẽ hạ xuống để giữ ở mức là 35 độ C. Như vậy thì những cái bạn nam trong cái quá trình mà sinh bước vào tuổi dậy thì chúng ta không có nên, chúng ta biết là có một cái đặc điểm đó là cơ quan sinh dục to ra thì chúng ta phải mặc đồ lót khi mà chúng ta di chuyển ra bên ngoài. Thì khi mà mặc đồ lót thì các bạn lưu ý là không nên mặc quá chật, bởi vì nếu quá chật thì làm cho cái nhiệt độ phần háng của mình nó sẽ tăng lên cao và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình là sản sinh ra gì, là sản sinh ra tinh trùng, và nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Là chúng ta nên mặc một cách gì thoải mái hơn, và đặc biệt là nên là giữ vệ sinh. Bởi vì phần này là chúng ta đang phát triển nên phải giữ vệ sinh dễ bị viêm nhiễm. Và chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là thụ tinh và thụ thai. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt thụ tinh và thụ thai, bởi vì phân biệt này là nó bao gồm khái niệm luôn, cho nên cô không có hướng dẫn chúng ta cái phần khái niệm mà cô sẽ hướng dẫn luôn cái sổ phân biệt này. Như vậy thụ tinh nó khác với thụ thai ở điểm nào ai các em? Như vậy về khái niệm này, thụ tinh là quá trình tinh trùng kết hợp với trứng để tạo thành hợp tử. Còn thụ thai là quá trình phôi di chuyển từ tử cung bám vào niêm mạc tử cung để mà làm tổ. Đây các bạn nhìn này. Đây các em. Cái buồng trứng của chúng ta. Đây là cái thể vàng bên trong, đây là cái buồng trứng này. Đây là cái quá trình tạo ra trứng này các em. Đấy. Đây cái quá trình tạo ra một cái trứng này, chín và rụng. Và khi trứng này nó chín và nó rụng là nó di chuyển ở trong cái ống gì? Ống dẫn trứng. Nếu như trong quá trình di chuyển này mà nó gặp tinh trùng từ bên ngoài đi vào trong cái ống dẫn trứng này. Đấy, thì nó sẽ làm gì các em? Nó sẽ kết hợp lại với nhau. Đấy, và tạo thành gì? Hợp tử, thì quá trình này người ta gọi là quá trình gì? Thụ tinh. Và cái hợp tử sau khi mà gặp tinh trùng di chuyển xuống đây các em, đây rớt xuống ngay chỗ tử cung đây, nó bám vào niêm mạc tử cung, bám vào đây để mà nó phát triển. Thì khi mà nó bám vào đây, cái quá trình này người ta gọi đây là thụ thai. Về vị trí diễn ra thì đối với thụ tinh là nó nằm trong ống dẫn trứng, thường là khoảng 1/3 phía ngoài của ống dẫn trứng, còn thụ thai là diễn ra trong tử cung. Như vậy chúng ta thấy vị trí là đây, ví dụ đây là cái ống dẫn trứng, tính từ đây cho tới đây các em, cho tới buồng trứng này, thì chúng ta chia làm 3 phần. Đây thì nó nằm ở 1/3 đây, phía ngoài đây. Có nghĩa là nếu như tinh trùng nó di chuyển một cách nhanh chóng lên ngay chỗ vị trí này mà nó gặp trứng thì nó mới, quá trình thụ tinh mới diễn ra. Còn nếu tinh trùng nó chỉ tới đây thôi, 1/3 phía trong này, cô nhầm một xíu. Phía ngoài là ngoài cơ thể, nó phía trong đây. Nếu nó di chuyển xuống này mà tinh trùng lên gặp ở vị trí 1/3 này, đây, tại này thì chỉ diễn ra quá trình gì đây? Quá trình thụ tinh. Cô nhầm một xíu rồi. Cô nãy cô nói đúng mà bị lửng đi. Đây 1/3 ống phía ngoài này. Nếu như bây giờ tinh trùng nó vào đúng không em, thì nó sẽ gặp trứng ở vị trí này, thì sẽ diễn ra quá trình gì? Quá trình thụ tinh. Đấy. Nhưng mà nếu như cái tinh trùng nó chỉ mới bơi tới 1/3 phía trong đây, thì tinh trùng, cái trứng nó rớt xuống đây, nó gặp tinh trùng nó cũng không thụ tinh nha các em. Hoặc là nó gặp tinh trùng ở tử cung nó cũng không thụ tinh, nó chỉ thụ tinh ở 1/3 ống dẫn trứng phía gì? Phía trong này thôi, ở phía ngoài này thôi. Này, trong là gần với tử cung mấy các em, phía ngoài là phía ngoài này. Này, gặp ở vị trí 1/3 phía ngoài này thì nó sẽ thụ tinh. Còn vô này thì nó không xảy ra quá trình thụ tinh. Còn thụ thai thì diễn ra ở đâu? Như này, này là diễn ra trong ống dẫn trứng, nơi này là diễn ra trong tử cung. Về điều kiện là trứng phải gặp được tinh trùng, và tinh trùng phải chui được vào bên trong trứng. Như vậy tinh trùng là có kích thước nhỏ, có số lượng rất là lớn, nó bơi vào nó gặp trứng. Nhưng mà anh nào mà nhanh nhất, có nghĩa là nó bơi tới rất là nhiều, nhưng mà anh nào chui được vào trong trứng thì chỉ có một anh duy nhất đó thôi,
thì quá trình thụ tinh này mới xảy ra. Còn cái phần thụ thai kem điều kiện đó là cái hợp tử này nó phải bám vào và nó làm tổ được ở cái niêm mạc tử cung. Có một số trường hợp trứng được thụ tinh nhưng mà xuống nó không bám được vào niêm mạc tử cung thì nó sẽ trôi tuột lên bên ngoài, thì quá trình thụ thai sẽ không diễn ra. Đây, như vậy là các bạn có thể quan sát kỹ hai cái phần này. Như vậy là cái video ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Nếu chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký vào kênh Thầy Quang nha các em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó là một cái kênh này thầy. Hòa Lan đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.